xin kính chào quý vị khán giả, Thục anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Từ đầu năm đến nay, Finhomes mở rộng quỹ đất thêm hơn 1.800 hecta từ năm dự án tại Hải Phòng, Khánh Hòa, Long An. Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn đang đăng ký thực hiện hai dự án lớn khác tại Bắc Giang và tuyên quang. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé. Chỉ tính riêng trong năm 2023 đã có 5 dự án về tây công ty cổ phần Vinhomes mã chứng khoán VHM, với diện tích từ 32,8 đến 1.254 hecta với tổng mức đầu tư từ 5.800 đến 85.000 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, Vinhomes vẫn đang nhầm ngõ thêm các dự án khủng khác. Ngay từ tháng 3 năm 2023, phát súng đầu tiên mà Vinhomes nhắm tới là dự án xây dựng khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh và huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Khi Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng công bố danh sách nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án điều trình, Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án. Đến tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định chấp thuận Công ty Cổ phần Vinhomes là nhà đầu tư dự án khu đô thị mới tại khu vực quận Dương Kinh, và huyện Kiến Thụy. Tổng diện tích dự án gần 241 ha, tổng mức đầu tư khoảng 23.218 tỷ đồng. Vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã có quyết định phê duyệt đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án khu đô thị ven vịnh Cam Ranh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận liên danh Công ty cổ phần đầu tư Cam Ranh, Công ty cổ phần Vinhomes, Công ty cổ phần giải pháp năng lượng Vines là nhà đầu tư duy nhất đã bứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm đăng ký thực hiện dự án. Khu đất thực hiện dự án rộng hơn 1.254 ha, thuộc địa phận các phường Cam Lợi, Ba Ngòi, Cam Thuận, Cam Nghĩa, Cam Phúc Nam, Cam Phú, Cam Đinh, Cam Phúc Bắc và các xã Cam Thịnh Đông, Cam Lập, thành phố Cam Ranh. Về quy mô, dự án sẽ bao gồm 8.500 căn nhà liền kề, hơn 10.000 biệt thự và gần 20.000 căn nhà ở xã hội, 18.450 căn hộ chung cư và gần 1.400 căn nhà liền kề. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án này là 85.294 tỷ đồng, tương đương khoảng hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, hồi tháng 4, tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở xã hội phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh. Chủ đầu tư là công ty cổ phần Muối Cam Ranh, công ty con do Vinhomes sở hữu 100% vốn. Dự án có diện tích đất sử dụng gần 88 ha, diện tích sàn xây dựng nhà ở hơn 77 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 3.756 tỷ đồng. Cuối tháng 8, Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng đã chấp thuận cho công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội giai đoạn 1, tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Dự án này có quy mô 32,8 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.800 tỷ đồng, với dân số hơn 9.600 người. Trong đó, các công trình nhà ở chiếm hơn 40% diện tích đất, còn lại là các hạng mục công cộng, thương mại dịch vụ, trường học. Finhomes dự kiến xây dựng 4.004 căn nhà ở xã hội tại 4 lô đất với mật độ xây dựng tối đa 60%, cao 7 đến 9 tầng. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ có 256 căn nhà liền kề, cao 4 đến 5 tầng và 28 căn biệt thự, cao 4 tầng. Tổng diện tích 4.200 m2, tương đương bình quân 150 m2 mỗi căn. Mới đây, vào tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có quyết định chấp thuận công ty cổ phần phát triển thành phố xanh, công ty con của Vinhomes là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa. Vì khu đô thị mới Hậu Nghĩa Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dân số dự kiến 40.000 người. Quy mô đầu tư bao gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng. Ngoài ra, chưa dừng lại ở đó, cũng trong tháng 9, tháng 10, công ty con của Vinhomes vẫn nhầm ngõ tới các dự án bất động sản khác tại Tuyên Quang và Bắc Giang. Cụ thể, vào ngày 29 tháng 9, công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn là nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng Mỹ Lâm Tuyên Quang. Dự án này có diện tích hơn 540 ha thuộc phường Mỹ Lâm, thành phố Tuyên Quang và xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Tổng mức đầu tư 18.345 tỷ đồng. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đã công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Sơn Góp, núi Nham Biền, tại xã Đồng Sơn thành phố Bắc Giang và xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng. Theo đó, nhà đầu tư duy nhất đăng ký thực hiện dự án là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Sơn. Dự án này được đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên khu đất có diện tích khoảng 134 trên 602 ha thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu đô thị Sân Góp, núi Nham Biền. Tại dự án sẽ xây dựng nhà ở thấp tầng, thực hiện xây thù, hoàn thiện mặt tiền 979 căn tại các lô đất ở liền kỳ với tổng diện tích đất khoảng 8,9 hectare chiều cao xây dựng 5 tầng. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 6.380 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023, ông Phạm Thiếu Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vinhomes cho biết, công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các dự án đại đô thị mới trong năm 2023, tùy thuộc vào tình hình thị trường. Những đại dự án và siêu dự án mang thương hiệu Vinhomes cũng sẽ có quy mô lớn, cảnh quan độc đáo, hệ thống tiện ích đẳng cấp và ứng dụng nhiều tính năng thông minh trong quản lý vận hành. Đồng thời Vinhomes cũng sẽ linh hoạt đưa ra các chính sách thu hút, thu hút cư dân về ở sớm, hình thành các cộng đồng cư dân đông đúc, tạo tiền đề tốt cho việc bán hàng. Bạn thấy các dự án khủng mà Vinhomes sắp triển khai như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn ở dưới video để mọi người cùng biết. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để theo dõi những thông tin mới nhất về thị trường tài chính, bất động sản nhé. Thời gian tới, CafeLand TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về, hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên. Tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!